Hello, xin chào các bạn. Hiện giờ trên thế giới thì nó ra được 4 khúc gót. Gót 3x3, gót skill, gót pyramid với cục gót này. Thì vừa gót hay được hot gì đấy. Đại khái là tiếng Anh nó cũng khó đọc. Thì cục này người ta kêu là gót lởm chởm, gót con nhím lù xù, thực sự phá ra rất là lù xù, mà thật sự nó là 3x3 thôi các bạn, không có gì. Thì mình có làm cái clip giải 3x3 chung ha, ship mod. Mình lựa cái cục này để mình làm, để cái cục kia thì có nhiều người giải rồi về Master Assist, nó cũng lởm chởm. Master Mufit thì không lởm chởm mà nó cũng có nhiều variety. Thực sự Barity Master Office thì không có gì, tại vì nó có những cái viên gốc nó hình tam giác đều, rồi nó có ngược có đúng con viên gốc cuối cùng, nhiều khi mình rắc rối thôi. Vậy thôi. Thì đây là cục chưa ai giải mình mới giải, mình không có giải trùng, ai giải rồi mình không có giải. Sau này có những phương pháp mới thì mình mới giải trùng lại thôi. Rồi hôm nay mình giải cục này cho nó xong cái dàn gót, thì sau này là các bạn cứ canh me theo đó mình làm cho 4 cục gót này. Hiện giờ cục này thì nó mắc, đẹp, rất là đẹp. Em mình mua một cục này nó còn như có một cục bên Rubik Sài Gòn mà phải. Thì mình hay nói những cái nơi bán, mình không có quảng cáo cho ai hết, mình cứ nói vậy thôi, mình mua ở đâu mình nói đó. Thì ở Việt Nam mình mua có 4 5 chỗ, Rubik Online ở Hà Nội, Rubik Sài Gòn, thế giới Rubik, Rubik Store, với Rubik Spinner, gạch chân chút t chấm t trên Shopee bị dùng á. Rồi không có gì, để ý chút. Thích cái nào để ý. Trong gót ba pyramid mình giải, mình nói các bạn khuyên là nên những cái nào chưa biết á, mua miếng sticker dán để mình định một số góc, một số cạnh, rồi từ đó mình phân ra những cạnh khác, góc khác, rồi từ từ mình quen mình tháo mấy sticker ra. Gót nào cũng vậy, nó đều căng thẳng, nó có chỗ nhìn viên hết. Cục gót này cũng vậy, cục này thì nó y chang, giải thì phải xoay tâm lại. Ví dụ vô thì phải coi cái này đúng không, xoay những cái tâm này lại, xoay lại thôi. Xoay lại cho nó đều lại đúng không, các tâm đây, tâm vàng đây thì xoay lại cho các tâm này nó đều lại, nó đừng có đúng cái hướng của nó. Thì gót thì nó không có xoay đúng hướng tâm được. Đây đó, vàng ở dưới hai này nó xây vô. Gót thì nó không được như vậy, gót lúc đầu xây tâm nó khó, mình phải làm cái mặt đáy xong rồi mình xây tâm, mình phải nhớ được cái mặt đáy, viên tam giác, viên này nó bằng như thế nào. Khó nhớ quá thì lấy máy chụp hình chụp lại để coi cái góc nó như thế nào, cái tâm nó như thế nào, chỗ nào mình ưa nhất, mình thích nhất, dễ nhớ nhất đối với mình, rồi cắt góc không. Mình thích cái tâm này mình làm tâm này, các bạn không thích tâm này thì bạn làm tâm khác, để bạn làm tâm bên này, tâm bên này không sao chứ, cứ chọn tâm tâm này đây, cái này tâm này, tâm này này tùy rồi. Đó, chọn các cạnh để bố trí sao thành các cạnh, bỏ 4 viên góc này xuống, nó hình thành cái mặt này trước, còn trên lẫm chỏm từ từ mình xây các góc này lại, xây các tâm này lại, 4 cái tâm này xây lại cho nó đúng hướng, cũng chiều, cũng nhớ lại, rồi làm cạnh nắp. Ok ha, nói chung là không có gì đâu, nó cũng dễ đơn giản, giải cho nó xong cái dòng gót. Để các bạn nào thích cái gì đẹp đẹp này, mua cục này về trưng rất là đẹp. Cục này nó có metallic nữa, nó là dạng metal kim loại thì nó đẹp lắm. Cái cục này mình rất là thích, bỏ vô túi thì vô hộp giấy đi đâu cũng phải đem theo, bịch ni lông bỏ vô để nó đừng có chạy chùa, đẹp lắm. Nếu mà sau khi nhớ xong bắt đầu mình làm từ từ, không được thì cứ nhá xuống thử, nhá xuống thử không được thì thay viên khác, mình cũng chút xíu mình làm cũng y vậy đó, mình phải nhá xuống để coi cũng đúng đúng hướng đúng chiều không, không đúng thì mình thay viên khác vậy thôi, cứ từ từ đó, chậm chậm, tại vì nó rất là khó nhìn mà, nó nhìn liền nó không được. Rồi bây giờ cái tâm này,
thì nó nói với một cái viên thẳng, lựa cái viên thẳng đây, nói lên được không, phá ít không, bên đây nói với viên thẳng luôn, viên này nói lên, cứ nói y như 3 x 3 các bạn, nói lên rồi coi thẳng chưa, không thẳng nè, nó không thẳng nè, xoay lại đưa xuống đây, xoay đậu này, đây xoay qua đây đưa lên, không đúng nè, nó không đúng cái viên đó rồi đó. À coi tiếp có viên nào thẳng thẳng mà bằng giống nó không, hình như nó đó, nhớ rồi, nhưng mà thật sự nhiều khi quay nó cũng không lên. Mới vô nó hụt chọc chặt ha. Rồi nó hơi nhú nhú lên. Ok, nó đã nó gót hơi rợ, rồi tới rồi lui cho nó có dướng gì không. Cũng có thể là lầm đó các bạn. Kiểm tra kỹ lại coi. Coi phải nó không? Hình như cái viên này nó nằm trên đây. Rồi cái viên này nằm bên đây nè. Coi viên nào cũng dài hơn. Này viên giống nhau chàng. Đảo lên đổ xuống coi. Không được thì nhá thử, không có gì. Bằng nè. Nó kẹt lắm các bạn. Nó mà không bằng ngang hồi cái nó dướng tùm lum hết. Xay này, xay đậu này. Bằng rồi. Ok. Khó lắm các bạn. Gót nó vậy đó. Bên đây một miếng dài dài nó cong cong, bên đây miếng dài dài cong cong. Đây. Ồ. Oh. Hy vọng nó vô. Vô nè, trả này về. Vô nè không. Mình giải gót nhiều khi mình phải thư thả lắm. Giải không được từ từ. Nhưng mà đây chỉ các bạn nhiều khi nó hơi căng thẳng một chút xíu. Đây, nó đây. Có thể nó vô đây được, thằng này nè. Nè, vô nè. Rồi. Các viên gốc. Cũng viên gốc nè. Đó, mình đánh dấu ha. Mình lấy thích cơm dán cho nó đánh dấu làm vô này. Cái này mình quen rồi. Này cái miếng vuông vuông, không biết vuông vuông nào thì cứ thử đẩy lên. Đưa qua. Vô nè. Đó. Vô nè. Giờ cái tay miếng này bên này. Cái này quen các bạn. Vô nè. Với này mình đem bộ nó hơi ít để mình chỉ các bạn cái này không có gì công thức mới. 3 x 3 toàn bộ. Cái này hai miếng tam giác nhỏ nhỏ. Miếng này. À, miếng này vô rồi. Miếng này coi vô không? Không vô nè. Xây nó lại cái nó vô không? Như cái trong cái cục này mình nói vậy đó. 3 x 3 thì nó có cái mặt vuông, mình chỉnh cái vô. Còn cái viên gốc nhiều khi mình phải đẩy nó, coi nó vô không. Đẩy nó lên nè, qua nè. Vô nè. Rồi, giờ coi nó vô không, vô nè ha. Rồi, các viên tâm này. Tâm, 4 cái viên tâm này, phải xoay nó lại. Thì mình cũng để ý thôi, coi cái viên tâm nào nằm đây. Đó, nó không vô nè, mình đẩy lên coi sao. Xoay lại. Đưa nguyên vàng này qua đây. Đẩy nguyên vàng này qua bên đây. Nó qua đây ha. Xong rồi mình móc nó lại theo hướng chiều nó coi được không. Hướng chiều này. Thử có được hay không ha. Hình như nó được nè. Đưa qua. Ba dải. Đưa xuống. Không được. Đưa qua lại. Nó có hai cục giống nhau y chang, mình thử có viên nào được mình cứ xây ha. Này nó hướng này, hướng này
thì phải xây cái mặt này lên. Dưới này ta đưa qua. Đưa xuống. Thử lại cái đường. À, được nè các bạn. Yên tâm này, được nè. 1 2 3 4 y chang như mình xây cái này thôi. Hai viên tâm này xong xây qua hai viên tâm này, làm sao để thành hình vuông nè. Tâm này chưa thành hình vuông xây lên. Đó, nó thành một cái hình vuông, không? Một thành chữ nhật. Để nó định cái khối nè, các bạn thấy không? Này khối nè. Này khối nè. Rồi bắt đầu mình làm cái mặt đáy, còn cái này nó khó hơn chút xíu. Phải làm mặt đáy chứ mới canh được. Này, qua đây. Cũng y vậy, đẩy qua đây. Xoay nó lên, nguyên giải này đúng rồi nè, đẩy nó ra đằng sau. Rồi, cái này thì đẩy lên cái thôi. Không được cái từ từ các bạn ha. Đẩy một hướng rồi mình đẩy từ từ coi nó được không. Đó, mình quen rồi mình dễ đây. Đẩy xuống. Qua không? Qua nè, nó dướng này không? Nó ngay nè. Ngay nè, bên này nó ngay, bên này nó ngay nè. Rồi, cái này cũng y vậy. Để ngay cái đường giữa xây được. Đường giữa nè, xây được nè. Xoay nữa rồi. Ba viên này đúng rồi nè. Đẩy ba viên này ra làm sao. Rồi mình coi. Mình chơi lâu mình nhớ. Không, coi cái hướng này nó xây lên. Thì cái này xây xuống. Đẩy cái này qua. Xây tâm thôi các bạn. Các bạn xây yếu chưa rành thì mình xây từ từ. Nó xây từng nấc một coi nó vô không. Đẩy qua đây coi nó vô không. Nó vô nè các bạn. Nó vô nè, nó bằng nè. Để chút này nó hơi gờ lên chút xíu nè. Gờ lên chút xíu. Đây. Này đúng rồi. Hướng này đúng rồi. Đẩy lên. Xoay lên. Ba viên. Đẩy ra đằng sau. Nó nằm bên đây. Vẫn đúng. Cái này hướng xoay lên. Cái này mình canh ha. Không ấy mình xoay từ từ. Cứ xoay từ từ. Từng nấc một có nó vô không? Xuống nè. 3 x 3 thôi nha các bạn nha. Không có gì, không có gì đặc biệt nha. Chưa được nè. Nó dính lên nè. Nó phải bằng vậy mới được. Nó phải bằng vậy mới được nè. Nó bằng nè. Bằng nè. Này nó dính lên. Đó, mình làm lại. Đây nè. Cứ xây thôi. Xây 3 viên đúng lên. Đẩy 3 viên đúng qua một bên. Bên này. Đó. Cạnh này cho nó quay được. Bên này mình xây xuống. Thử chịu ha. Cứ xử từ từ. Xây xuống đây có được không? Xây xuống, đẩy cái này qua. Có thể là mấy viên này nó sai luôn bên đây rồi nè. Chưa được nè, nó chưa được nè không. Có thể hai viên này nó nằm bên này đi nè, khó khăn đó không. Này không có được, xây lên, xây qua bên này, xây lên. Đẩy nó ra đằng sau. Xây xuống một nấc coi sao. Xây qua. Rồi nó có gì không? Có gì đặc biệt không? Xây xuống. Ây chà. Xây nó sai được đi nè. Không, rất là dễ sai các bạn thấy không? Rất là dễ luôn. Lỡ một nhịp một thôi. Bên này. Này. Này cũng không được nè. Rất là căng thẳng chứ không phải giỡn đâu nghe. Cái này có thể nằm bên này. Có thể viên này nằm bên này. Có thể cái viên nhỏ xíu này nằm bên này nè. Đó. Xây nó lên, chuyển ba viên này lần sau, cái này là bên này thì xây nó xuống bên này, đón ha, từ từ đẩy nó qua. Ok vô. Ok không, tâm này vô nè, tâm này vô nè. Giờ cái tay
mịn mịn láng láng là nó vô, nó coi lâu lâu nó chinh một chút xíu, nó gài bẫy mình đấy. Này chuyển các viên này xuống chỗ này thì mình để ý cái này không phải nằm đây, cái này nằm đây nè, mình coi viên này thử nhá, xuống xuống không, không xuống nè, nó không xuống, nó không vừa nè, đẩy ở bên này nhá xuống xuống nè, xuống nè, rồi để đây. Để đây viên này xuống đây không thích nữa không, u phải ăn là phải công thức 3 x 3 nha mày, u ăn là xuống xuống công thức y ba nha mày, không có gì không. Rồi. Nhưng mà mình xuống xuống lên để mình biết sau này mình làm những cái viên giống như cây cúc, hoặc là bữa mình giải cục con tê tích ấy, để ghép ở trên mình đẩy xuống. Đấy, một cái thủ thuật con tê tích rất là hay, sau này bằng rành cái thủ thuật này xuống xuống lên này, bằng ghép ở trên này bằng đẩy xuống bị dướng ấy, nó bị dướng tùm lum hết. Rồi đàn viên, viên này nó sẽ nằm bên này không, nhưng mà mình coi coi viên này nó có viên nào nó xuống được không, không được nè. Mình này xuống này các bạn, không được, nó chinh lên này, chinh lên chút xíu. Đó, viên này không được, qua viên viên này thử coi được không, không được. Các bạn làm kỹ chỗ này thì chút xíu các bạn khỏe, không được này. Vậy là cái viên này, mấy viên này nè, giờ mình moi viên này lên đi, u rồi. U phải hay là phải xuống xuống rồi. Công thức nha, không có gì nha, mình nói xuống xuống lên lên, thật sự là công thức đấy. Viên này để đây thử ha, không được. Chiều bên này thử xuống, nó xuống không, xuống này các bạn, xuống này bằng thính này, viên này nó sẽ xuống đây, u phải này. Em là phải này. U ăn là xuống xuống lên đây, ok, được 2 viên như này, viên này giờ còn 2 viên này, 2 viên cạnh này y như 3 x 3 các bạn thấy không, bỏ viên cạnh xuống mà phải nhá coi nó có chịu xuống hay không, viên này có nó xuống không, không nè, xuống không, không xuống này, viên này còn nó xuống không, xuống nó bằng một bên thôi mà ha, xuống nè, viên này xuống nè, viên này nằm đây xuống đây bên bên phải, u e là này. U phải nè, e là phải nè, xuống này. Xuống này. Lên này. Lên hay hy vọng bằng bạn à, không biết nè, nó hơi gờ gờ chút, dễ sai lắm, gót nó có cái đó, nó gài bẫy ghê lắm, nhiều khi không biết cái nạp xuống cái nó sai luôn nè. Hồi cứ mấy viên này nạp xuống không được, không phải xuống này các bạn, nó hơi gờ gờ lên chút xíu ha. Hay là gờ chút xíu, viên này không phải, thử viên này coi, thử viên nào khớp nhất, không phải luôn, chắc cái viên này quá, rất là khó chịu, rất là khó nhìn, nó hơi gờ gờ lên chút xíu nè, nạp thử coi. U phải nhưng là phải u nhưng là xuống xuống lên lên lại, viên này sẽ không xuống đây được, không bao giờ viên này xuống đây được, 2 viên này không giờ xuống được, nó xéo nè, mình thử 2 viên này nó có xuống không,
xuống mà nó khớp hơn như này không? Khoan. Thử hai bên không? Không phải nè, nó đây. Nó hơi gờ gờ chỗ này chút xíu. Rồi các bạn góp lại nè. Nó ra được hai tầng. Ok không? Lật trên đây. Giờ bạn để thì bạn coi. Cái viên này có nó vô chưa? Nè, viên này nó vô rồi nè. Chỗ này nó bằng rồi nè. Viên này. Viên này nó cũng lật rồi nè. Hai viên này lật rồi nè. Hai viên này có lật không? Có nó có khớp được chỗ nào không? Viên này có thể lật luôn rồi nè. Viên này có thể thôi nha các bạn nha. Viên này không biết có lật chưa thì không biết nữa. Nó gờ gờ lên một chút xí. Cũng khó khăn lắm á. À, thấy không, nó đều thấy không, viên này lật rồi chắc cú, viên này lật rồi chắc cú luôn, hai viên này lật rồi, viên này nếu mà ba viên á thì nó lật ba viên là ok đó, viên này lật rồi, ok thử coi nó có xếp vô không. R U R phải U R U U R phải này xếp được cái này, như này xếp đúng rồi nè. R U R phải U R U U R phải chưa được. Không phải đâu các bạn, hai viên này chưa lập, hai viên này vô đây nè, khó khăn lắm các bạn, không phải vậy, hai viên này vô đây nè, hai viên này chưa có vô, ở dưới đây coi nó có bị lọt cái viên nào kỳ kỳ dưới đây không. Hai viên này chưa có lật. Lật lên. Hai viên này lật rồi. Vô ngay khớp luôn. F U R U phải R phải F phải. Hai viên này lật rồi, xây hết không? Thử nè, thử nè. Có thể nó nằm đây nè. Không phải. Nó nằm bên đây nè. Viên này nằm đây, thử. Tiếp tục. R U R phải U R U U R phải vô, ok. Rồi để xuống coi. Ok nè, nó vô hết rồi nè. Còn bốn góc, góc này đúng rồi nè. Góc này sai chứ. Góc này á nó lật lên đúng cái này tam giác. Khó lắm các bạn, không có dễ nha, chỗ này cũng căng hẳn lắm nha. Coi nè. Cái này. Lật lên. Chỗ này đúng rồi nè, chỗ này đúng nè, hai cái này biết sao nè. Nếu hai cái này đúng thì hai dưới đây đúng. Mình sẽ gặt hai cái này lên mình thử. Hai viên này. Mình thử coi nó xoay lại đúng không? Đúng không bạn? Viên này xoay bên đây đúng. Viên hai viên này đúng rồi nè, còn hai viên này không biết,
mình cứ làm R phẩy D phẩy là D cho nó đúng hai cái này không, rồi mình từ từ mình tính tiếp. R phẩy D phẩy R D R phẩy D phẩy R D, chuyện này đúng rồi, chuyển qua đây R phẩy R D R phẩy D phẩy R D phải. Giờ hai viên này qua. R phẩy D phẩy R D R phẩy D phẩy R D. Nè, tiếp tục hai viên này, hai viên này đúng rồi. Hai viên này sẽ mình đặt tiếp tục ha. R phẩy D phẩy R D 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 hãy đi qua L phẩy D phẩy R D L phẩy D phẩy R D xong. Một cục gót 3 x 3 cũng có gì giải hơi chịu khó để ý chút, xây tâm xây góc. Phương pháp này là phương pháp chung đó. Bất kể cục Rubik nào xếp mod 3 x 3 các bạn áp dụng phương pháp của mình thì hy vọng là sẽ giúp được hết. Chẳng qua góc tâm cái viên tâm ở phía giữa nó xoay, rồi mình cứ để cái hướng khác mình làm không thì nó lại không có đúng cái tâm của nó. Nhiều khi để cái hướng khác đó, hướng này hoặc là hướng bên này, rồi nhiều khi nó cứ xoay tới xoay lui, rồi nhiều khi làm cho mình cứ rối thôi chứ không có gì hết trơn. Hai cái tâm này nó ngược nhau mà nó rối, mình phải xếp cái tâm lại. Cái này thì dễ xếp ha, như mình cứ từ từ mình xếp dưới không, trên trên xếp trước cũng được, còn này khó chút như mình nói nãy đó không. Tất cả vấn đề đều 3 x 3, những cục 3 x 3 thế nào mình cũng giải quyết được hết trơn, không thức không có gì mới. Ngay cả master mufix mà có một góc nó xoay, tại vì nó có một cái góc tam giác đều, mình cứ canh cái góc nó xoay sau mình xoay tam giác đều vô y như 3 x 3, không có gì. Các bạn rối rối chút xíu nhiều khi nó mệt thôi, giống gì không. Rồi sao, một cục Rubik rất là đẹp, God Eagerhood gì đó, cái tên để dưới comment ở dưới cái tựa đó, không có gì mới. Công thức 3 x 3 để ý chút xíu, các tâm góc cạnh, cái nào tâm cái nào góc, xây như thế nào, cần chụp hình lại, ghi chú bằng giấy lại, từ từ giải quyết xong. Rất là đẹp, một cái thiết kế rất là đẹp. Cảm ơn các bạn ha, cảm ơn đã xem rất là nhiều, thank you.